Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Sáng nay, ngày 1 tháng 5, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đến dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu lưu niệm Bác Tôn ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, và giếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc ở phường Thế Sơn, thị xã Tịnh Biên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị của tỉnh và lãnh đạo các địa phương. Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trang nghiêm dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Với 92 tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương An Giang, một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã cùng toàn dân và toàn quân ta anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công, làm nên chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu cũng chính là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương mẫu mực, một nhà lãnh đạo gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân Việt Nam. Đình diễn Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương đã thành kính dâng hương, trang nghiêm dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Đưa quê hương đất nước phát triển tươi đẹp như ngày hôm nay. Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc và đầy xứng đáng với những hy sinh to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công, đoàn kết nỗ lực thi đua học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, cùng chung tay xây dựng An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, ngày càng văn minh, giàu đẹp.